Hello mọi người, lần đầu tiên mình đi một cái xe taxi xanh mới ra của VinFast của thành phố Hồ Chí Minh xe rất là êm, không nghe một tiếng gì cả. Nó khác hẳn với cái xe động cơ. Xe động cơ thì chạy cái rù rù rù. Ở dưới này nó có một cái màn hình rất là lớn nè. Đó, đây là màn hình Arduino hả? Arduino gì? Có đầy đủ. Nó hiển thị tất cả xung quanh hay quá. Máy lạnh rất là ok. Cái này là coi như xe sao mình hả? Ủa? Xe của mình đó. Xe của mình hả? Ở đây là cái bàn cái hiển thị của cái bản đồ trên cái mặt cái màn hình của cái xe rất là hay. Rồi. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Ở đây nó có cái bảng giá của taxi nè. 20.000, 16.000, 14.500 là cái gì đây? Km thứ 3 là 14.500. Km thứ 2 là 16.000. Trời ok. Còn km đầu tiên á là 20.000 ạ. Nội thất rất là đẹp, nội thất rất là đẹp. Cái núm dặn này giống như kiểu như xe BMW. Dạ. Hiển thị pin rồi các cái tay lái rồi. À, anh chàng tài xế này cũng khá là nice. Ok. Wow. Nói chung là không có gì phải chê cả, mát mẻ. Nhưng mà cái loại xe này có đi xa được không con? Ví dụ như đi Mỹ Tho, đi xa xa chút vậy, đi được đi. Dạ được ạ. Được luôn hả? Mình đi thì mình canh đường, ví dụ đi Mỹ Tho thì mình ghé trung tâm chỗ nào mà sạc pin đó hả? Sạc pin đó mà sạc một xíu rồi mình đi tiếp rồi. Sạc cái này nó cũng nhanh ạ, khoảng 40 phút thôi ạ. Ôi vậy cũng được rồi, thay vì mình ăn cơm trưa mình nghỉ chơi, mình nghỉ giải lao thì mình sạc phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mà sạc ở đây mình không có cây sạc thì mình sạc bằng cái gì? Ví dụ như mấy cái trạm dừng chân á, mấy cái trạm mà có dừng chân á, họ không có cây của VinFast mà để sạc điện thì mình sạc bằng gì? Điện bình thường, điện nhà tới được không? Điện nhà nó lâu lắm à. Ví dụ điện nhà là mình phải sạc qua đêm khoảng 10 tiếng à. Còn nếu như mà mình đi xa, ví dụ đi Đà Lạt thì mình lên Bảo Lộc á, chúng tôi Bảo Lộc nó có cây sạc. Có nhiều cây sạc à. Mình ghé chỗ cây sạc mình nói sạc. Như vậy thì cái taxi này khi mà mình đi nó có trạm sạc nó rải đều trên toàn quốc không? Dạ. Cũng chưa, mình thấy cũng chưa. Các thành phố lớn nó đều có đó hả? Các thành phố của các tỉnh nó đều có. Ở đây có một số cây xăng nó cũng có trạm sạc luôn ạ. Rồi, ok. Hy vọng là sau này coi như nó trải dài luôn mà khắp mọi miền đất nước thì mình thấy cái này đã triển vọng hơn là cái xe xăng rồi. Có nghĩa là cái xe xăng từ từ là những cái hãng xe xăng nó cũng sẽ làm xe điện thôi. Yeah. Theo tôi nghĩ là vậy, không biết đúng không, nhưng mà cái điều như là cái lợi thế của cái xe này rất là êm, chạy cái người khách ngồi trong xe họ cảm thấy thoải mái rồi. Đúng không? Rất là tuyệt vời. Cho nên cái xe nó rất là êm, không có nghe một cái tiếng gì cả. Nhưng mà như vậy nó êm quá, chắc là người ta dễ buồn ngủ đó ta. Hả, tài xế dễ buồn ngủ, yeah. Phải không? Cái này mấy cô mà say xe, đừng có say xe à. Mấy bà hay say xe đó, đi xe này ok. Thành phố là lúc nào cũng nhộn nhịp ha, tại cuộc sống họ có vẻ lúc nào cũng sôi động, mình nói thật. Yeah.
xe mới, khung gầm các cái thấy thoải mái, sạch sẽ. Và cái hay nhất là ở chỗ là xe điện. Lần đầu tiên mình đi xe điện nha. Giá cả này nó có cạnh tranh với mấy cái loại xe taxi thông thường không con? Nó là nó rẻ hơn hay là nó bằng nhau? Dạ, giờ cao điểm thì hiện tại nó đang rẻ. Hiện giờ nó là đang rẻ. Nó cũng giống y chang như là Grab thôi ha. Grab thì giờ cao điểm nó tăng giá lên 30% sao thì cái này nó sẽ rẻ hơn. Cái Tesla bên Mỹ thì ta cũng đã đi rồi, nhưng cái Tesla nó cũng có các cái hay. Nó nói cho biết là đằng trước mình có xe gì, bên hông có xe gì, rồi bên sau lưng mình có xe gì hết. Ở cái Tesla. Cái này nó không có đấy hả? Dạ. Sau này nè, đó. Bên trước nè, bên hông nè. Hay hay ha. Có đầy đủ luôn ha. Dạ. Hiển thị đầy đủ luôn. Nhưng mà cái mà bỏ tao để lái cái xe mà vô thành phố kiểu này tao không dám lái mà ơi. Bởi vậy tài xế Việt Nam mà đúng là tay lấy lụa. Lái xe ở Mỹ mấy chục năm mà không dám lái xe này, mà không dám lái xe tất cả mọi thứ. Ở đó mày nghĩ con Honda mà nó chạy trước con tất hai tất thì chắc tao gặp tao ủi chắc mẹ luôn. Thiệt tôi đâu mà khổ vậy đó. Để mấy ông mày luôn đồ, mà tao là tao ủi hết đồ. Mình ủi người ta thì mình mang tội à? Không phải là ủi người ta, mà tại vì cái bản năng mình nhấn ga rồi mình vô số cái đó, nó không phải là lẹ giống như kiểu như đây. Bởi vì ở nước ngoài thì cái freeway hoặc là những cái đường xá họ rộng rãi và họ thoáng, nó không có chật hẹp giống như mình. Với lại Việt Nam đơn số thì đông mà người đất chật, ở đất thì hẹp mà người thì đông đó, vậy đó. Mà ở nước Mỹ thì hầu như không có xe hai bánh đó, khổ vậy. Lúc nào phố phường cũng đông đúc, nhịp sống con người lúc nào nó cũng năng động, ai lo việc đấy. Nhưng mà nói gì thì nói chứ cái ở Việt Nam mình cái xe Honda là cái phương tiện duy nhất mà linh hoạt nhất. Dạ. Đi vô hẻm đi đâu cũng vậy, cũng rẹt đi tới luôn, không cần gì. Từ trường hợp những xe taxi là những người ta ra phi trường, những người có thể là mình đi, chứ còn thực chất là mình thấy đi xe hai bánh thấy tiện. Mà nó hay cái chỗ này nha, mình thấy đi xe hai bánh cả hàng ngàn chiếc ùn vô kẹt xe vậy. Nhưng mà không, mình chưa thấy đại khái là tai nạn xảy ra, cái sự va quẹt nhẹ nhẹ thì cái chuyện nó không bình thường thôi. Nhưng có cái điều họ nó làm giống như kiểu như một cái luật ngầm về vấn đề giao thông vậy, buồn cười. Nó chạy ào ào mình dùm trên, mình dùm xuống, mình thấy giống như một đàn kiến vậy, bầu tứ lung tung của chân trời vậy mà nó khổ lại đâu lại vào đấy, buồn cười. Nhất là cái đoạn đường từ đây mà về với Gò Vấp là coi như đoạn đường Quang Trung á, trời ơi ngày nào nó cũng kẹt cứng ngắc luôn vậy. Mà rút cuộc thì tan tầm hết xong rồi cái là đây lại vào đó thôi, cũng hay. Mà nói sơ qua về cái vấn đề của cái xe này thì thực sự là rất là hay. Nó có những cái wow, nó có những cái chơi cứ để của cái phone của người tài xế kế bên cũng cái có này mình gắn vô ạ. Đúng rồi ha, nó rất là tiện nghi luôn, rất là tiện nghi. Máy lạnh mới lung rồi đầy đủ. Nhưng mà nếu con chạy như vậy thì cái thời gian con chạy thì cứ ngày nào chạy về là cũng phải sạc thôi hả? Là thí dụ như con chạy hết ngày nay con sạc. Thường thường á thì tối về mình rảnh thì mình sạc, không thì sáng mình ra mình phải sạc. À. Với lại khi nào ví dụ mình đi nhiều á mà không đủ pin hay là khách đi xa mình phải sạc thêm. Nhưng mà con cảm thấy là tài xế con cảm thấy hài lòng với cái xe này không? Dạ, ok ạ. Hả? Dạ, khá là tốt à. Đúng rồi. Dạ. Ngày một lần sạc mình có thể đi được khoảng hơn 200 cây số lần. Wow, một lần sạc đi 200 cây số. Dạ. Vậy thì từ đây lên Đà Lạt là chỉ ghé một cạn sạc rồi nghỉ khoảng hơi khoảng chừng tiếng hồi là coi như đi tiếp rồi. Dạ đúng rồi. Ồ hay quá. Còn đi Vũng Tàu thì không cần sạc. Từ đây đi Vũng Tàu không cần sạc. Nhưng mà cái xe điện này nó có một cái hay là coi chỗ là cái nước đầu, là cái nước đề ba của nó hình như là lẹ hơn xe xăng. Dạ. Đúng không? Nhấn ga tùy cái chế độ nữa đó.
nó có cái chế độ thể thao với chế độ tiết kiệm với chế độ bình thường đó. Ví dụ thể thao thì mình để ba nó giọt nhẹ lẻ lắm, còn chế độ tiết kiệm thì nó cũng từ lên. Nếu mà hai cái xe để mà em mình để xe chế độ thể thao đối với một cái xe xăng thì cái xe này nó sẽ giọt lên trước. Tại ở trên ở nước Mỹ thì những cái xe điện thì cái nước đề bào nó rất là khủng khiếp, mạnh lắm. Thì thôi coi như cũng mình cũng review sơ sơ của cái xe taxi điện xanh này, mình cảm thấy hài lòng và rất là tuyệt vời. Ok, bye bye mọi người nha.